Ngày 15 tháng 10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô hơn 1.800 tỷ đồng. Đường dây do đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đang tiếp tục làm việc với hơn 60 đối tượng có liên quan trên địa bàn thành phố Bến Tre, huyện Rồng Trôm, huyện Châu Thành, huyện Mỏ Cày Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Lam và đồng bọn khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên các website sbobet.com, iBet, Viva88, SV388 từ cuối năm 2023 cho đến nay. Hệ thống đánh bạc được phân cấp gần 30 đại lý với hàng trăm tài khoản tham gia. Cơ quan điều tra tạm giữ 1,8 tỷ đồng tiền mặt, nhiều nhẫn, bông tai, miếng kim loại màu vàng, laptop, iPad, điện thoại cùng nhiều đao kiếm. Được biết, đây là đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương, thu hút sự tham gia của hàng trăm người. Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, tận dụng triệt để các công nghệ cao, mạng xã hội của nước ngoài, sim giác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Vụ án được lực lượng công an đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 15 tháng 10, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian vừa qua, bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca bệnh ngộ độc, thậm chí khó thở, hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm tính mạng do uống loại nước được truyền bá có khả năng chữa bách bệnh. Đó là trường hợp bệnh nhân PTM 60 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng mệt lả, chân tay bùn rùn, nôn mửa nhiều ngày không dứt, nôn ra dịch dạ dày, dịch mật. Bệnh nhân được chuyển tuyến vào Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai với chẩn đoán ngộ độc nước kiềm, nhiễm kiềm chuyển hóa hạ kali. Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân M cho thấy rõ các chỉ số bất thường: kali 2,64 mmol trên lít, hạ dưới mức cho phép, máu nhiễm kiềm chuyển hóa, pH khí màu 7,5 meq trên lít, HC03 là 33,3 meq trên lít. Theo lời kể của bệnh nhân, do có nhiều bệnh lý dạ dày, tá tràng, đại tràng, u tuyến giáp, tê bì tay chân, nên khi nghe người làng truyền tai nhau về địa chỉ uống nước chữa bách bệnh ở ngay trong khu vực, bà cũng tìm đến và xin được chữa trị. Bà M chia sẻ về phác đồ điều trị, không khám mà chỉ hỏi về tình trạng bệnh và được hướng dẫn chữa trị bằng cách hàng ngày uống nước được lấy từ máy lọc, có thể pha thêm một chút muối cho dễ uống và không ăn gì. Ngày uống tối thiểu khoảng 5 đến 6 lít nước trong khoảng 10 đến 15 ngày. Bà M cho biết thêm, do cũng nghe thông tin có người bị đột quỵ đến uống nước một thời gian và khỏe mạnh trở lại, nên không chỉ bà mà nhiều người rất hy vọng. Thời điểm bà M tham gia điều trị có khoảng 10 người, chủ yếu là người trong làng. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 5 ngày uống nước và nhịn ăn, bà M đã không thể đứng vững, bắt đầu nôn liên tục, phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận 3 ca bệnh cũng dùng cách uống một loại nước được giới thiệu là nước kiềm để chữa bệnh. 3 bệnh nhân này bị suy thận, đang phải chạy thận nhân tạo chu kỳ ở Bệnh viện Đa khoa Lai Châu. Được giới thiệu nên tự ngừng chạy thận, xuống Thanh Oai uống nước với cách thức không khác so với bệnh nhân M ở Sóc Sơn. Các bệnh nhân bị rối loạn ý thức, suy hô hấp, tổn thương cơ tim nặng, phù phổi cấp do biến chứng quá tải dịch trên bệnh nền suy thận mạn. Các bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu cấp cứu ngay khi tiếp nhận. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi nghi ngờ có bệnh cần đến thăm khám ở cơ sở y tế có đăng ký. Việc ăn uống cần đảm bảo đa dạng về thể loại, số lượng, thể tích phù hợp theo nhu cầu và tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, không tùy tiện uống quá nhiều bất kỳ một loại nước nào đó để tránh gây nguy hiểm cho cơ thể. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ điều tra vụ nổ lò hơi tại một cơ sở sản xuất trầm hương trên địa bàn, khiến nhiều căn nhà bị sập tường và một bé gái bị thương nhẹ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 15 tháng 10, người dân sống gần cơ sở sản xuất trầm hương ở ấp 7, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nghe một tiếng nổ lớn. Người dân chạy tới thì phát hiện cơ sở sản xuất trầm hương rộng hơn 100 m² bị tan hoang. Ngay sau đó, cơ quan chức năng địa phương đã tới hiện trường, phong tỏa khu vực có tiếng nổ, lấy lời khai những người có liên quan. Tại hiện trường, căn nhà là cơ sở sản xuất trầm tan hoang, gạch đá, tường nhà đổ sập, văng tung tóe. Sự việc còn khiến 5 căn nhà lân cận bị ảnh hưởng như sập tường, hư la phông, cửa kính, một số xe máy, xe đạp điện và đồ dùng bị hư hại. Vụ việc cũng khiến bé gái NTPA 10 tuổi ở gần hiện trường bị thương ở trán. Bé gái sau đó được đưa vào bệnh viện quận Bình Tân thăm khám. Chủ cơ sở sản xuất trầm hương là ông HTH 42 tuổi. Khi xảy ra sự cố, vợ chồng ông Hát đã may mắn thoát nạn. Theo tìm hiểu, vụ nổ xuất phát từ nồi hấp tinh dầu số 3 từ phía cửa chính đi vào, làm cháy hệ thống dây dẫn điện dẫn đến vụ nổ trên. Ngày 16 tháng 10, Công an quận 10 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án hai vợ chồng tử vong trong một quán cà phê. Trước đó, vào chiều ngày 15 tháng 10, người dân đã phát hiện thi thể của cặp vợ chồng chủ quán cà phê trên đường Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10 và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận 10 nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa căn nhà, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Theo ghi nhận, bên ngoài quán cà phê có treo bảng thông báo nâng cấp quán, tạm off 11 ngày, từ ngày 14 tháng 10, 25 tháng 10 quán hoạt động lại. Do đây là quán cà phê có tiếng ở khu vực, hoạt động náo nhiệt mỗi đêm nên khi xảy ra vụ việc, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Hiện trường vụ án được phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt, người dân đứng xem được yêu cầu rời đi và không được quay clip, chụp ảnh. Đến khoảng 22 giờ, hai thi thể được đưa lên xe chuyên dụng và rời đi. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 15 tháng 10, The Straits Times cho biết các nước Đông Nam Á, vốn đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hàng loạt cơn bão trong năm nay, sẽ chứng kiến lượng mưa cao hơn mức bình thường trong những tháng tới, gây đe dọa đến nông nghiệp, du lịch và sản xuất công nghiệp của khu vực này. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán trong tháng 11 tới, từ Việt Nam tới Philippines sẽ có thời tiết ẩm ương do hiện tượng La Niña gây ra. Hiện tượng này đẩy nước ấm về phía Tây Thái Bình Dương và gây mưa nhiều hơn cho khu vực. Trung tâm khí tượng chuyên ngành của ASEAN đánh giá, La Niña được dự đoán sẽ xảy ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2024 trở đi. Một trong những yếu tố góp phần dẫn đến khả năng lượng mưa cao hơn bình thường trên khắp một số quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, tờ Straits Times nhận xét, lượng mưa nhiều bất thường có thể gây cản trở nỗ lực phục hồi của Việt Nam sau khi gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề từ siêu bão Yagi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, nước ta sẽ có lượng mưa cao hơn mức bình thường, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc. Khu vực miền Trung nhiều khả năng sẽ hứng chịu tới 5 cơn bão, đổ bộ vào tháng 3 năm sau. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và của do bão Yagi. Trong khi đó, La Nina ngược lại với El Nino vốn mang lại tình trạng thời tiết khô hơn. Nhiệt độ bề mặt biển ấm hơn cũng góp phần vào sự phát triển của bão. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Mỹ và Singapore cho thấy khí hậu ấm lên dự kiến sẽ làm tăng khả năng hình thành và tăng cường bão gần bờ biển Đông Nam Á hơn.